Tôi đoán là anh chưa ăn gì. Anh có muốn ngồi đây ăn cùng tôi không? Xin lỗi nhưng tôi không nói lắm. Tôi cũng không quen ăn đồ ăn từ người lạ. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không gây hại gì cho anh. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà đi. Quần áo của tôi đâu rồi? Quần áo của anh dơ quá, vậy nên tôi đã đem đi giặt là rồi. Tí nữa sẽ có thôi. Anh là Tachibana phải chứ? Đúng, vậy nên anh cứ thoải mái đi. Tôi cũng chỉ là dân kinh doanh, đang kinh doanh bất động sản tại Kamurocho mà thôi. Làm kinh doanh bất động sản sao? Thế anh cần gì ở tôi? Anh có chắc là anh không muốn ăn không? Tay bên phải của tôi là tay già. Xin lỗi hãy tha thứ cho tôi nếu có không phải phép tôi mất nó được một năm trước. Và cứ đến mùa đông thì nó lại đau nhức. Nhưng mà điều thú vị là tôi vẫn cảm nhận được sự đau nhức của bàn tay. Thuốc giảm đau dường như không có tác dụng. Vậy nên đơn giản tôi sống trong những nỗi đau. Nhăn nhó càng làm cho việc này trở nên mệt mỏi. Nên tôi đã cố chấp nhận việc bị đau. Tôi không hỏi về việc đó. Anh có biết thuật ngữ của lớp hoa không? Lớp hoa, một thuật ngữ thực vật học để chỉ từng lớp hoa trụng lại tạo nên một bông hoa lớn. Và bản thân anh hiện giờ cũng đang gặp phải một bông hoa như vậy. Anh đang nói về chuyện gì vậy? Hoa hướng dương là một ví dụ. Mỗi bông hoa lớn thực chất là một tập hợp của từng lớp hoa nhỏ. Mỗi lớp hoa là một thực thể riêng biệt. Một cái tên phù hợp cho những đứa trẻ mồ côi. Có nơi để tụ tập lại với nhau. Có phải ông Kazama là người đặt tên cho trẻ trẻ mồ côi đấy là hoa hướng dương phải chứ? Anh là ai? Anh và bạn anh đã cùng lớn lên tại ngôi trường hoa hướng dương đó. Cùng hai cô gái trẻ có tên là Sawamura và Yumi phải không? Anh và bạn anh coi ông ấy như một người bố và ông ấy cũng là người đầu tiên dẫn dắt bọn anh vào con đường ra khu gia nhỉ. Và bây giờ anh đang bị truy bắt vì tội giết người và về phần ông Kazama thì ông ấy đang phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất. Thôi đi, anh chứng minh được về quá khứ của tôi thì thông tin mà anh đã lấy là từ mạng lưới nào đó của bản thân mà thôi. Nhưng điều tôi đang không hiểu là anh đang có ý định gì đây? Ý định mà mọi nhà kinh doanh bất động sản đều muốn thực hiện ngay tại cái thành phố này ngay hiện giờ, đó là về mảnh đất trống. Lại là nơi đấy sao? Anh có muốn ngồi xuống không, Kiryu? Nếu mà đội phó của các nhà chiếm được mảnh đất trống đó, thì ông Kazama sẽ bị khai trừ khỏi gia đình ngay lập tức. Nhưng nếu tôi có thể chiếm được trước họ, tôi sẽ bảo vệ được ông Kazama. Đó cũng là cách duy nhất để chứng minh cho anh vô tội. Mạng lưới quan hệ của tôi tại thành phố Kamurocho là bao la. Nếu anh tham gia với tôi, chúng ta có thể sẽ kéo được tên thủ phạm đó ra ánh sáng. Vậy tại sao anh cứ nhất thiết phải là tôi? Sự thật anh muốn đằng sau chuyện đó là gì? Tôi muốn lấy lại quần áo của mình, Tachibana. Vậy là anh đang từ chối lời đề nghị của tôi à? Lời đề nghị của anh là rất tốt và rất hữu ích. Nhưng khi anh ở trong cái thành phố này, anh phải luôn cẩn thận nếu anh muốn sống sót. Tôi hiểu rồi, chắc do tôi đã quá độ ngây thơ. Nhưng mà tôi vẫn muốn anh cân nhắc về lời đề nghị này. Tôi sẽ đưa anh danh thiếp của tôi nhé. Được rồi.
Tôi sẽ mang quần áo của anh lên đây. Chờ tôi chút nhé. Mình phải để Nishiki biết là mình chưa chết. Chắc nó vẫn đang ngồi ở văn phòng của nhà Kazama. Mày ổn chứ? Tao không thể tin được mày ra khỏi đó mà vẫn còn sống sót đấy. Ừ ổn. Tao chưa chết. Nhưng mà chính thức từ bây giờ tao đã ra khỏi gia đình Dojima. Vậy sao? Thế là ông Kazama cũng được xóa vết bố đó à? Chưa được, gia đình vẫn đang xem xét. Cho tới lúc nào tao chứng minh được tất cả những điều này là do tao bị vu oan. Cái gì? Tại sao? Giờ mày đã rời bỏ tổ chức rồi à? Tao nghĩ đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Giờ tao cũng không còn ở trong băng đảng nữa rồi. Tao đã được tự do thoải mái để hành động. Giờ tao sẽ đi thăm Cù Dè bắt hắn phải giao tên thủ phạm ra cho tao. Mày nói có lý đấy. Được rồi, giờ điều đầu tiên là chúng ta lên ông Kajiwa gửi trước nhé. Không được, tao đã rời gia đình rồi. Tao không thể lên văn phòng được. Mày lên bảo thế như vậy giúp tao nhé. Thôi nào đừng như thế chứ. Ổn mà, lên đó đi. Đây là trách nhiệm của tao. Nishiki, đây là việc tao phải làm. Hãy để tao làm nó cho phải phép đi. Trách nhiệm cho cái gì? Mày có làm cái gì đâu. Thôi được rồi, mày về nhà đi. Tao sẽ qua nhà mày. Tao có vài chuyện muốn nói với mày đấy. Được rồi. Thế nhé, hẹn gặp mày sau. Mình nên về nhà thôi. Từ đây đi về, nếu gần nhất mình thì mình có thể đi về phía bắc, qua hết đường hầu theo là về. Có vấn đề gì à? Có vấn đề đấy, mày đi ngang qua mặt tao mà không thèm dạ thư gì à? Tao có quen mày không và việc quái gì tao phải nói dạ thư với mày thế?
Tao không thích tán dóc, tao thích làm đau người khác, thế nên mày hãy để tiền lại đây và biến đi. À, mày định chấn lột tao sao? Tại sao mày không chọn đối tượng khác tốt hơn tao? Vì tao sẽ không đưa 1.000 nào cho cái loại người vô liêm sỉ như mày. Vậy thì tao phải sử dụng cách thức tàn bạo hơn rồi. Tao mong rằng mày sẵn sàng. Mày cũng khỏe đấy, ngày hôm nay bố mày tha cho mày. Gì cơ? Nếu tao gặp phải đứa như mày, tao sẽ cần phải thay đổi cách mài võ của bản thân. Đã đến lúc đẩy nó lên một cường độ cao hơn rồi. Nhưng chi phí cho việc đó rất đắt, vậy nên tao cần phải tiết kiệm. Giờ tao đi chấn lột thêm đây. Chết tiệt, quay lại đây. Ê, anh ổn chứ? Vẫn ổn. Anh đã không may đụng phải tên Hiroza Egashiza, biệt hiệu là quý ngài chấn lột, họ gọi hắn như vậy. Quý ngài chấn lột? Phải, hắn sẽ xác định con mồi trên đường mà hắn đi qua, sau đó chấn lột hết tất cả những gì họ có. Nhìn anh có vẻ là biết đánh đấm. Nhưng thằng đó ở cái tầm quốc tế đấy, dăm ba cái loại ao làng như anh lần sau lỡ va phải nó thì hãy chạy đi. Thằng đó hẳn là mạnh hơn những người như anh rất nhiều. Dù sao, tôi cũng ước có ai đó tới đây hạ hắn và chấn lại hết tiền của hắn. Sao, hắn cũng chấn của anh à? Ừ đúng rồi, hắn đã lấy tất cả tiền thưởng phép của tôi đi. Đáng lẽ tôi nên gửi số tiền đó vào ngân hàng, nhưng tôi ngu lại không làm điều đó. Nếu lần sau anh mang nhiều tiền trong người thì cứ cẩn thận. Nếu gặp nó nhé. Và có lời sấm truyền rằng không chỉ có mỗi Egashiza là thằng chấn lột duy nhất, và nó cũng chả phải chỉ có ở mỗi Kamuzo châu ngoài thành phố này cũng có. Vậy nên hãy tỉnh táo, đừng để tiền rơi. Quý ngài chấn lột à, thằng ấy cũng cứng phết, mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Tốt nhất nên để ý tới hắn một chút. Tối nay thế là đủ rồi, mình nên đi về nhà để nghỉ ngơi thôi. Hiện giờ chúng tôi đang rất đông khách, nhưng nếu anh không chờ được, tôi có thể chờ anh với giá 10.000 yên.
Lên xe đi anh trai. Bạn có thể trở về căn hộ của PGU tại địa điểm này. Cảm giác như đã lâu lắm chưa được về nhà rồi. Có quá nhiều việc xảy ra trong vài ngày gần đây. Tao tới rồi, khi gì ù tao vào nhé. Tủ lạnh nhà tao chỉ có bia thôi. Làm ơn, thế mày nghĩ là tao mong chờ gì khác sao? Nishiki ông Kashiwagi có nói thêm gì không? Không một lời. Tao hiểu. Ông ta cứ mân mê bát mì lạnh, như thể một người đàn ông đang đăm chiêu về một điều gì đó. Kể từ lúc ông ta thấy mày trở về mà vẫn sống, ông ấy cứ ngồi đấy, im lặng, không nói, đến nửa lời. Ông ấy là thế mà. Phải nhỉ? Vậy câu chuyện là thế à? Nhưng mà tao dám cá, ông ta sẽ không thấy vui vẻ gì khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau mà chả thấy ngón út của mình đâu hát. Đúng là phải tận mắt chứng kiến mới biết được tương lai là gì. Phải vậy, và có rất nhiều thứ không ổn lắm. Nếu như ba đội phó mà có được mảnh đất trồng đó trong lòng bàn tay thì ông Kazama sẽ bị trục xuất khỏi gia đình đấy. Về phần tao thì phải vụt rửa được tội danh. Nếu cảnh sát mà bắt được tao thì coi như đời tao hết nước chấm. À, về chuyện đó, Kiryu, chủ tịch của tín dụng Toko vừa chết cách đây vài giờ trước mắt rồi. Sao cơ? Ở trên bản tin nói rằng ông ta đã bị bắn ở tại văn phòng. Ông ta là người cử mày tới mảnh đất trống theo sự chỉ đạo của Kuze, phải chứ? Có vẻ như Kuze muốn giấu sự thật này trong im lặng rồi. Kuze, thật sự ông ta có thể giết người khác dễ dàng như thế à? Ông ta đã dính vào chuyện này rồi mà, thằng chó đây sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Vậy nên tao nghĩ là đập cửa nhà hắn và mong hắn khai sẽ không phải là một cách tốt nhất để tự sát đâu, chắc phải có cách khác tốt hơn thế. Hiểu như... Tao xin lỗi, nhưng nếu có cách tốt hơn thì tao và mày đã không ngồi đây để vắt não suy nghĩ rồi. Nishiki, mày đã bao giờ nghe đến công ty bất động sản Tachibana chưa? Cái gì? Công ty bất động sản Tachibana sao? Hắn đã đến gặp tao sau khi tao rời trụ sở. Hắn ta muốn tao giúp hắn lấy được mảnh đất trống. Hắn còn nói là có thể giúp tao chứng minh bản thân vô tội. À, khoan đã, kỳ gì ủ tao biết những gã này. Hắn ta cũng đang theo đuổi mảnh đất đấy sao? Vậy câu chuyện của họ là gì? Để mà nói thì họ không phải là dạng làm ăn kiểu mềm mỏng hay có ở những văn phòng công sở. Tao có nghe từ chỗ này chỗ kia thì họ như kiểu đội chuyên gia thu mua lại nhà tại Kamurocho. Họ lấy hết tất cả những đất nền sao? Phải, Kamurocho nhỏ bé nên phần nhiều là những quán rượu và quán đèn đỏ, phải không? Chúng hầu như đều hoạt động dưới quyền quản lý của gia tộc Tojo. Nhưng mà bằng một cách nào đấy, công ty bất động sản Tachibana đã đến đây và chọc ngoáy vào việc làm ăn đấy.
ý mày là gì? Mọi thứ mà trong tầm mắt của họ đều phải đóng cửa hoàn toàn chỉ sau một ngày. Không cần biết vào lúc đó chuyện làm ăn của cửa hàng đó có tốt đến thế nào đi chăng nữa. Hối lộ, đe dọa, quấy rối. Họ còn tệ hơn cả Yakuza chấp nhận bất cứ giá nào để nghiền nát các đối thủ kinh doanh khác, sau đó lấy đi mảnh đất của họ. Họ thậm chí còn thân thiết với băng đảng Tojo và nhận được sự bảo vệ từ họ. Họ cũng chả cần phải đánh bóng tên tuổi của mình trong Tojo. Nghề bất động sản bây giờ như là một cuộc chiến tại mỏ tiền. Vậy nên việc kinh doanh bất động sản hẳn trong đó có rất nhiều việc làm ăn mờ ám. Nhưng mà Tachibana làm ăn ở một mức độ khác, thậm chí cả trụ sở chính Tojo cũng muốn họ đóng cửa. Thật à? Tao đã kể mày nghe sự bẩn thỉu của họ rồi đó. Dù sao thì nếu họ về bên phe mày thì đây lại là một chuyện khá thú vị. Phải, nếu họ có thể tin tưởng, nhưng tao vẫn đang không hiểu là Tachibana sẽ được lợi gì nếu tao chiến thắng việc này cơ chứ. Được rồi, vậy ngày mai tao và mày sẽ đi tìm xung quanh thành phố tìm thêm thông tin thêm về Tachibana. Nó đáng để đi tìm hiểu đấy. Không, tao sẽ làm một mình. Cái gì? Tao và mày mà làm cùng nhau, chúng ta sẽ bị nhà Dojima để ý tới. Tao cần phải giữ khoảng cách với mày. Không sao đâu, cái lúc tao quyết định rời khỏi gia đình là tao biết tao phải bước đi một mình rồi. Có thể Nishiki nói đúng, mình nên chấp nhận đề nghị của Tachibana, nhưng mình cần thêm thông tin trước lúc mình hợp tác cùng anh ta. Mình nên xuống phố để xem có tìm được thông tin gì từ hắn không đã. Bạn có muốn tới Kamurocho không? Mày vẫn chưa tìm thấy chủ tịch của công ty bất động sản Tachibana à? Sếp chúng ta không phải là người biết kiên nhẫn đâu, và chúng ta đã để ông ta chờ quá lâu rồi đấy. Bọn quái nào đây? Xin lỗi anh ạ, nhưng gã đó cứ như bóng ma ấy. Tôi không tìm nổi lấy một dấu vết. Cả thành phố này cho tôi rất nhiều thông tin, nhưng trừ thông tin về những thứ có liên quan tới công ty bất động sản Tachibana. Khoan đã, không ai lòi thông tin về hắn sao? Vậy ý mày nói là Tachibana đã mua chụp hết tất cả bọn chúng rồi à? Ý anh là sao ạ? Tao nghĩ hắn đã trả tiền để khiến họ ngậm mõm lại rồi.
Nếu hắn thực sự là kiểu người mà họ nhắc tới, thì có thể là thế đấy. Cứ thật không biết có cách nào để tiêu tiền trên cờ hắn không nhỉ? Nhưng tiền ở đâu ra đây? Thưa anh, chúng ta thực sự không có bất cứ. Nếu không có thì ra ngoài đó và tìm chút thông tin cho tao đi đưa mà. Mà quên việc đi tìm đi. Mày hãy đi hỏi một trong những người mà hắn đã làm ăn cùng rồi ấy, hoặc người nào đó tương tự thế đi. Vâng thưa anh. Ngậm cái mõm của mày lại thằng béo, mở ví đưa tiền ra đây ngay. Hoa sao cơ? Tôi đã nói với cô rồi, giờ tôi không có tiền trả, tôi đang trong giai đoạn vỡ nợ. Đừng có đưa lý do vớ vẩn đấy ra thằng đần. Tối hôm qua tao thấy cái mông của mày đang đi ra từ cửa tiệm vùng đất xà bông đấy. Sao? Tao đã thấy mày và một vài đứa bạn của mày vào đấy uống rượu cho tới sáng. Cái đấy có quá nhiều cho một thằng đang vỡ nợ không đây nhỉ? Mày theo dõi tao đấy à? Mày nói đúng con mẹ mày rồi đấy. Mày biết bao nhiêu chủ nợ bị mày dù rồi không hả thằng béo kia? Hôm nay là đến hạn rồi. Nếu cái mặt mày mà éo giả thì chỉ có ăn đập thôi. Nữ đi đòi nợ sao? Hiếm có người con gái nào đi thu tiền nợ lắm. Nghe ả nói cũng bá đạo phết đấy chứ. Ha ha, cô ta là xứng đáng nhất đấy. Ông bác chút, ông nói gì đấy? Cô ta là bạn của ông à? Cậu nói đúng, đừng bao giờ có ý định làm kẻ thù của cô ta. Cô ta là một huyền thoại ở vùng Yokohama đấy. Cô Tatsu đây làm nghề chuyên đi thu hồi nợ xấu. Cô Tatsu à? Cô ta mà nhận việc nào thì công việc đó phải có thằng khóc và cô ấy luôn, luôn luôn thu được số tiền nợ về. Cô ta có phong cách thô bạo, mạnh mẽ và rất dã man. Một con chó bùn đã sở hữu sự bền bỉ mà còn thêm những điều đó thì nó sẽ cắn cực đau đấy nhóc à. Nhìn ông có vẻ nể phục phong cách của cô ta nhỉ? Đây có phải là kiểu nói của một người có kinh nghiệm không vậy? Ha ha, cậu bắt thóp được tôi rồi. Nhóc, tôi cũng đã suýt bị đấm lõm cả mặt chỉ vì một khoản nợ nhỏ ngớ ngẩn vào khoảng thời gian trước đây. Tại sao tôi lại không bất ngờ về điều đó nhỉ? Ê, nhìn kìa nhóc, chúng ta sắp được xem thứ làm cho cô nàng Tatsu trở nên đáng nể rồi đấy. Ha ha, mày nghĩ là mày có thể lấy được tiền từ tao sao? Tao rất muốn được thấy mày thử vận may của bản thân đấy. Ha, chỉ với món đồ chơi bé tẹo của mày sao?
Mày nghĩ con dao bướm bé tẹo đấy sẽ ngăn được tao à? Đừng có mà to mồm, bé con. Tao đã đưa vài thằng vào viện chỉ bằng con dao này đấy. Nếu bây giờ mày xin lỗi tao, tao sẽ cho qua và tao đang chờ để nghe điều đó đây. Đó là câu tao phải nói mới đúng. Thằng đần, mày sẽ không cần phải nói gì nữa, vì mày chết chắc rồi. Giờ động thủ tao xem nào. Hả? Lôi vũ khí dã dọa phụ nữ sao? Việc này đi quá xa rồi, tôi phải ngăn việc này lại. Không cần đâu nhóc, cứ chờ mà xem. Là sao? Đừng có chớp mắt đấy nhóc, quan sát kỹ cô tác xu vào và đến lúc diễn rồi. Tao sẽ giết mày, ngay thực sự đáng yêu đấy. Mày! Chúng ta gặp phải thằng gian dạo rồi đấy nhỉ? Tuyệt kỹ đó. Và những thế võ đó. Hè hè, nhìn có vẻ là đứa vừa bị hạ đã cho cậu thêm vài sáng kiến nhỉ. Phải nó còn nhiều hơn chỉ là một chút. Tuyệt vời nhóc, mong cậu đã sẵn sàng để mang nó vào tập luyện. Là sao? Nhìn đằng kia kìa, nhìn có vẻ là tên nợ nần đó có vài người bạn đấy. Ai sời quyết thật, Cun hình như bị đập cho ra bã ở đằng kia. Bữa tối qua hắn đã trả cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không trả nợ cho hắn bằng cách đấm con đĩ khùng kia đi nhỉ? Nghe thấy chưa nhóc? Bọn đần đó đang lên kế hoạch đánh lén cô gái nhỏ của chúng ta từ phía sau kìa. Nghe có vẻ thế. Bọn cặn bã, chúng đúng là hợp cạ với cái thằng cặn bã đã lôi dao ra dọa người phụ nữ này. Vậy tại sao anh không cho chúng xem bản thử nghiệm về việc làm đàn ông phải nên như thế nào đi nhỉ? Và đừng có nói chuyện này không dính líu tới anh đấy nhé. Tôi sẽ không làm thế. Cô ta hẳn là có thể bảo vệ bản thân mình, nhưng ở đó có cả đống thằng, vậy nên tôi phải nhảy vào. Đúng vậy, thế mới là đệ tôi. Giữ tinh thần hiệp nghĩa đó nhé. Và biến việc đó thành việc luyện tập cho mình đi. Ha ha ha. Mày muốn cái đéo gì đây? Ôi. Chúng mày đang tính đánh lén cô gái đó từ phía sau lưng đấy à? Mày có vấn đề về tai à? Và chết tiệt, phải bọn tao sẽ làm thế đấy. Mày nghĩ tao muốn con đĩ khùng đấy thấy chúng tao tới à? Chúng tao sẽ hạ con ả đó trước khi con ả đấy giơ nanh vuốt của mình ra. Tao không quan tâm là cô ấy mạnh đến thế nào, nhưng mày không được đánh phụ nữ. Và lại còn cả một hội như thế này thì thật sự thảm bại đấy. Mày gọi mày là đàn ông được sao? Mày nói cái đéo gì cơ? Mày mồm cũng to và cầu mong được chết đấy à? Anh bạn, các anh, dô, chúng ta sẽ xử thằng này, sau đó đến con ả kia.
Người thằng này làm bằng gì đấy? Tất cả chúng ta đều đánh hắn. Hắn thì chả có cảm giác bị đánh gì cả. Muốn nữa không? Gừ, tao sẽ không đi đâu cho tới khi tao đấm được con ả đó. À, bọn mày là bạn của con lợn kia à? Tao thấy chúng mày bò cùng nhau vào quán rượu tối qua phải chứ? À thế. Tao cũng vừa nghe được rằng mày đang có ý định đấm con ả nào đó hả? Nếu mày hứng thú với việc đó thì con ả đó sẵn sàng rồi nè. Không, thưa chị. Điều đó thật là điên rồ. Đàn ông nào lại đi đấm phụ nữ chứ? Lại còn đánh hội đồng nữa sao? Thật thảm hại. Ha, 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 ha. Phải, vác theo thằng béo đằng kia và biến khỏi mắt tao ngay. Tao đã có thứ mà tao muốn rồi. Giờ tên đó cũng chả có giá trị với tao nữa. Vâng, thưa chị. Bác Chút cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ? Cô vẫn như xưa nhỉ, cô tác dù mạnh mẽ giống như một con gấu vậy. Tôi là người phải nói điều đó mới đúng. Ông già, vậy chàng hiệp sĩ với bộ giáp sáng bóng này là ai đây? Ông phải, đây là tác phẩm cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Một viên kim cương thô chưa được khai quật. Tôi tên là Tiziu. Tiziu Gử, tôi sẽ nhớ cái tên đó. Nếu mà anh khiến Bắc Chút phải khen nức nở, thì anh hẳn phải thật sự rất mạnh đấy. Cậu ta đúng là thế mà. Thằng nhóc này là một nhà vô địch trong tương lai đấy. Tôi đặt cược cả sự nghiệp vào cậu ta. À được rồi, giờ tôi hiểu nó là thế nào rồi. Ông nghĩ Kiziu đây là chiếc vé béo bở dẫn tới mỏ tiền hả? Xong ông sẽ sử dụng số tiền kiếm được để trả cho tôi. Và chúng ta sẽ trở lại làm bạn với nhau như xưa phải chứ? Bình tĩnh nào, cô báo. Tôi bảo với cô là sẽ mất một khoảng thời gian rồi cơ mà. Nhưng cô lại hiểu theo kiểu đấy ồ và nhắc đến việc giúp đỡ. Tại sao cô không khổ luyện cho chàng trai đây nhỉ? Khoan, sao cơ? Ông nhìn tôi giống một cô giáo ân cần dạy học sinh à? Xin lỗi, tôi không thể làm vậy được. Thôi nào, đừng có như thế mà. Chúng ta đều cần cậu ta mạnh hơn. Một khi cậu ta trở thành nhà vô địch, chúng ta sẽ lăn chồng tiền. Với cả, tôi biết cô có một chỗ luyện tập bí mật mà phải chứ. Cậu ta sẽ trở thành nhà vô địch nhanh hơn nếu cô gọt cậu ta thành hình hài. Cũng có nghĩa rằng cô sẽ được trả lại khoản tiền sớm hơn dự kiến. Thấy chưa? Đôi bên đều có lợi. Bác Chút, ông đang nghĩ cái gì thế ông già? Đang đàm phán với cô Tatsu cho cậu đây. Tin tôi đi, nếu cậu luyện tập với cô ta, cậu sẽ trở thành bậc thầy trong sàn đấu không lâu nữa đâu. Ông điên rồi, tôi thực sự đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Tôi không có thời gian để theo cái ảo tưởng nhỏ nhặt của ông đâu.
Cái gì? Cậu đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng sao? Chúng ta có phải đang nói đến việc dao đâm vào mạng sườn không? Bởi vì tôi đã lưu ý với cậu về chuyện đó rồi mà. Tôi sẽ thực sự may mắn nếu đó chỉ là dao đâm vào mạng sườn. Và thực sự thì thứ gì đã ám ảnh ông về việc tôi bị đâm đấy? Được rồi, mấy tên độc ác này, thế là đủ rồi. Chả có ai trong các anh nói cái gì có lý hết cả. Tôi đã nghe điều đó nó xuất phát từ ông bác chút. Ông hãy thừa nhận rằng ông quan tâm đến cậu nhóc Kiziu này hơn là việc trở thành nhà vô địch đi. Nghe này, mấy người đang làm tốn thời gian của tôi đấy. Tôi làm được việc này. Với cả, ông già ở đây nói đúng về việc huấn luyện với tôi. Nó sẽ làm anh trở thành một người đàn ông thực sự đấy. Nếu anh muốn tập luyện, hãy bắt một chiếc taxi tới bến tàu nhé. Tôi có một chỗ luyện tập riêng ở đó. Cô luyện ở cảng tàu sao? Anh nói đúng rồi đấy. Tôi cũng sống ở đó nữa. Thỉnh thoảng đến gặp tôi nhé. Tự bản thân mình ghé qua xem. Tôi nghĩ anh sẽ thích nó đấy. Dù sao thì, đó là việc cuối của tôi ở thành phố rồi. Giờ tôi phải quay lại căn cứ đây. Kiziu. Anh. Tôi. Bến cảng. Luyện tập. Tôi sẽ chờ ở đó. Bác chúc tôi đã có kế hoạch cho tương lai của mình rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể là nhà vô địch của ông được mà môn thể thao nào mà chúng ta đang nói đến vậy. Boxing à, chuyện đó không quan trọng, tôi không thể làm đâu. Cô tôi biết điều đó chứ. Nhưng không có nghĩa là tôi ngừng tin vào điều đó. Nhưng tôi biết lúc nào sẽ ngừng gây phiền toái cho bản thân mình. Tôi sẽ cho cậu một chút không gian, nhà vô địch. Dù sao thì giờ cũng là buổi chiều rồi. Tôi phải đi nhậu đây. Thứ đó sẽ giúp tôi giải tỏa đầu óc một chút. Chúc may mắn với điều đó, chỉ là ông đừng có uống nhiều quá đấy nhé. Cậu nghĩ cái gã có tên là bác chút chỉ vài chén rượu là đã say rồi à? Ha, gặp lại cậu sau, nhóc. Giữ cho con dao tránh xa khỏi mạng sườn nhé. Biến khỏi đây đi và cảm ơn. Tôi sẽ cẩn thận. Không ngờ là mình lại dây vào cái mớ lộn xộn này, nhưng ít ra mình không về tay không. Giờ mình phải quay lại tìm đầu mối dẫn đến công ty bất động sản Tachibana thôi. Let's go.
Này anh bạn, tôi đang tìm anh đấy. Lại là anh sao? Anh phải có gan lắm mới ló cái mặt ra đây. Anh muốn cái gì đây? Tao đã nói rõ ràng với mày điều tao muốn rồi còn gì. Đến giờ thu tiền bảo kê rồi anh bạn. Nếu mày còn muốn làm ăn ở cái đất Kamuzocho này, thì mày phải trả tiền cho bọn tao. Quên mẹ cái chuyện đấy đi, không có tiền bảo kê nào cho mày đâu. Cái lúc tao cần mày nhất thì mày mất hút con mẹ hàng luôn. Bây giờ mày còn dám đến để vòi thêm à? Mày cần lúc nào? Mày đang nói cái chuyện gì vậy? Tao đang nói về công ty bất động sản Tachibana. Khi họ đến và đuổi tao, tao chả thấy chúng mày đâu cả. Một chút bảo kê cũng éo. Tachibana sao? Sao? À, công ty điện ốc Tachibana phải họ ngay này. Việc này phức tạp lắm. Phức tạp cái con khỉ, mày sợ quá và chạy mất dép, chả thế thì còn là gì đây hả? Sợ? Mày nghĩ tao là ai? Nhớ ơn của mày, mà giờ tao phải rời đi đấy. Tao giờ phải đi cạnh tranh để kiếm khách hàng mới, giúp khắc phục lại những gì mà tao đã mất. Tao không còn tiền nữa đâu, ngay cả khi giờ tao có muốn trả cho mày đi chăng nữa thì cũng éo có. Tao nghĩ mày tốt hơn hết nên giữ thái độ chuẩn mực vào thằng khốn. Phiền chút, cho tôi cắt ngang lời được chứ? Hừ, anh muốn cái gì? Mày là ai? Mày ở gia đình nào? Tao chả ở gia đình nào cả. Tao chỉ là một người thường và tao không nói chuyện với mày. Tao nói với anh kia. Sao cơ? Anh muốn cái gì ở tôi? Anh nói là anh mở cửa hàng ở đây là bởi vì công ty bất động sản Tachibana đó đã uy hiếp nơi làm ăn cũ của anh à? Có phải thế không? Ồ, tao hiểu rồi. Mày đang cố làm đầu sỏ để được bảo kê à? Điều đấy là đéo được đâu. Sao cơ? Gia đình của tao đã thu tiền bảo kê cái quán cà phê này được 30 năm rồi. Mày định cạnh tranh hàng với tao à? Thế nghĩa là có chiến tranh đấy. Nhìn có vẻ mày cần phải được im lặng để tao có thể nói chuyện với chủ ở đây. Im mồm vào và thử tao đi. Tao sẽ giết mày. Chuyện quỷ gì vậy? Tại sao tao lại thua thằng nhóc này chứ? Thực tế là thế. Giờ biến đi và đừng có xuất hiện quanh cửa hàng của gã này nữa. Chết tiệt, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Giờ chúng ta có thể nói chuyện trong yên bình rồi.
thì sao cơ chứ? Cuối cùng mục đích của anh chỉ là lấy vị trí thu tiền bảo kê từ cái thằng đần đấy thôi phải không? Làm ơn hãy để tôi yên được không? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải kiểu thế, tôi còn không phải là xã hội đen, tôi thực sự chỉ muốn nói chuyện với anh trong vài phút thôi. Nói về cái chuyện gì? Về công ty bất động sản Tachibana, tôi đang đi tìm một chút thông tin và xin anh hãy nói những cái gì mà anh biết, cái gì cũng được. Những gì tôi biết không có nhiều, với cả tôi thà không bao giờ làm ăn với họ thêm lần nào nữa còn hơn, bởi vì họ rất là đáng sợ. Làm anh sợ như thế nào? Họ đã làm gì anh sao? Nó không phải là do những gì mà họ đã làm, mà là họ đã biết tất cả về tôi, kiểu biết hết mọi thứ về tôi. Kiểu như nào? Kiểu địa chỉ nhà bố mẹ tôi, nơi con gái tôi học. Tất cả các nguồn hàng nhập về của tôi ở đâu, khách hàng của tôi là ai. Với tất cả những thứ đó, họ chả cần phải làm bất cứ điều gì cả. Và trên hết, họ còn không phải Yakuza. Ít ra với điều đó, thì anh dự đoán trước điều gì sẽ tới rồi đấy. Tôi hiểu rồi. Và bây giờ tôi có thể đi đâu nếu như tôi muốn gặp cái gã từ văn phòng Tachibana mà đã tới để thăm anh thế? Chắc là họ vẫn ở đây đấy, để hoàn thành những việc mà họ đã bắt đầu. Vẫn là ở đâu? Tòa nhà Hakua ở phố Shichifuku, quán cà phê cũ của tôi ở đó. Chúng đã đuổi hết người thuê nhà ra ngoài rồi, vậy nên giờ nơi đó hẳn đang trống chủ, nhưng vẫn còn một gã cứng đầu ở đó. Họ nói rằng đó là cái gã duy nhất vẫn ở trong chỗ quan tài đó. Và hắn vẫn ở đó à? Hẳn vậy. Họ đã đề ra tất cả những thỏa thuận tốt nhất, nhưng hắn từ chối tất cả những thỏa thuận đó. Nếu hắn vẫn còn ở đó, người của Tachibana sẽ ở đó. Đi và xem thử xem nếu như anh muốn hợp tác với họ hay là không. Được rồi, cảm ơn anh vì điều đó. Tachibana đã đuổi hết người thuê nhà ra khỏi tòa nhà Hakua ở phố Shichifuku, nó đáng để kiểm tra xem sao. Xin chào. Cảm ơn anh đã mua sắm với chúng tôi. Tôi nhìn trông cô có vẻ đang hơi căng thẳng nhỉ. Bởi tôi là nhân viên mới của cửa hàng, vậy nên là... Vậy tôi đoán là sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi và học hỏi những mẫu hàng mà cửa hàng có. Dù sao thì chúc cô may mắn nhé. Cảm ơn anh. Anh nhìn có vẻ tốt tính hơn vẻ bề ngoài. Thật sao? Vậy vẻ bề ngoài của tôi bất ổn lắm mà. Tôi xin lỗi. He he, đừng lo về chuyện đó, nó ổn mà. Tôi tên là Mihon, nếu mà anh đến đây thường xuyên thì chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Vậy nên tôi nghĩ mình nên giới thiệu bản thân mình cho anh biết.
Rất vui được gặp cô Miho, tôi là Kiziu. Chào mừng tới Don Quixote. Anh có thể cho tôi xem cửa hàng có những mặt hàng gì không? Được ạ. Đồ của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Tính lúc vào xe taxi là 470 yên. Anh muốn đi đâu đây? Được thôi, thưa anh. Xin chào. Đồ của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Nhìn có vẻ đây là chung cư mà công ty địa ốc Tachibana đang cố gắng mua lại. Không có ai kinh doanh ở đây nữa. Có vẻ là công ty Tachibana đúng như lời anh ta nói. Quán rượu Nasame. Chắc họ là cái quán rượu cuối cùng còn tồn tại ở đây.
Khi nào thì quán này mở cửa thế? Anh là ai? Chúng tôi chưa mở cửa. Tôi đến để hỏi một vài câu hỏi về công ty bất động sản Tachibana. Anh làm việc ở đây à? Tôi là chủ nơi này. Có phải anh thuộc gia đình Jinsei không? Gia đình Jinsei? Không phải à? Ê, cái gì vậy? Tôi chỉ xin ông một vài phút nói chuyện thôi. Công ty bất động sản Tachibana đang muốn ông rời khỏi tòa nhà này phải không? Anh là ai? Vậy gia đình Kim Sei ông vừa nói tới là sao thế? Họ thuộc bang Tô Dược Lan, gia đình họ ở cấp bậc 4. Họ hoạt động bảo vệ khu vực này, thường đến đây thu tiền bảo vệ hàng tháng. Họ làm việc đó đều như vắt chanh, nhưng công ty bất động sản Tachibana đuổi bọn chúng đi rồi. Yakuza mà lại sợ việc chiến đấu với một công ty bình thường sao? Phải, thật là thảm hại nhỉ. Và người kinh doanh tại tòa nhà này cũng đã bị đuổi ra hết rồi phải không? Phải rồi, tự nhiên công ty bất động sản Tachibana đó mò đến đây. Họ tuyên bố rằng đã sở hữu được tòa nhà này và yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi đây. Một vài người thuê nhà khi nghe thấy cái tên công ty bất động sản Tachibana thì họ rời đi ngay lập tức. Tôi là người cuối cùng còn trụ được ở đây. Gia đình anh sống ở đây à? Tôi không có khả năng mua nhà. Vợ tôi đã không rời khỏi phòng được vài tuần rồi. Cô ấy sợ những kẻ vô gia cư cứ lảng vảng bên trong tòa nhà. Họ cũng là người của bên bất động sản Tachibana. Họ trả tiền cho chúng để đáy bậy ở ngoài hành lang và gào thét um sùm. Một vài ngày trước chúng còn định phá phách mọi thứ. Vậy công ty bất động sản Tachibana đến đây hàng ngày sao? Họ vừa gọi điện cho tôi. Họ có cả trăm người cứ trực chờ như thế. Anh đang mong ai đến à? Là bọn họ đấy, tại sao lại là bây giờ chứ? Má, ở ngoài đấy phải có tới 5,6 thằng ấy. Namase-san, công ty địa ốc Tachibana đây. Ông cứ cho họ vào đây đi, tôi cũng muốn nói chuyện với họ. Hãy cứ bình tĩnh, tôi sẽ giữ an toàn cho anh. Được rồi. Chào Namase-san, anh đã nghĩ đến việc chuyển đi chưa thế? Chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Anh có thể nói như vậy, nhưng giờ chúng tôi đã là chủ chính thức của tòa nhà này. Tôi không thể để anh vướng vào rắc rối, chỉ bởi do sự ích kỷ của anh khi cố bám trụ ở chỗ này. Ích kỷ ư? Anh đã đến với giờ tôi biết bao nhiêu ngày rồi. Chúng tôi có em bé ở đây đấy. Tôi không biết là tôi đã gặp anh kia trước đây chưa, nhưng anh Namase-san đây, cậy có người làm ở băng đàn thì việc này sẽ trở nên phức tạp hơn đấy. Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng tôi không phải là Yakuza. Hãy cứ nghĩ tôi như vệ sĩ của anh ta là được. Vệ sĩ? Để bảo vệ anh ta khỏi ai chứ? Khỏi bọn du côn gắn cái mác là công ty bất động sản Tachibana. Ừ, dù sao cũng chả quan trọng, kẻ ngoài cuộc nói cái gì. Trở lại với việc chính nào, hôm nay tôi có mang đến một món quà cho anh, từ ông chủ của gia đình Jinsei. Cái quái gì đây? Tiền bảo kê thu từ anh mà theo đúng hạn của ông ta, tổng là 3 năm mất 30.000 một tháng, giờ làm tròn lên 2 triệu, tôi thay mặt ông ấy trả anh. Anh lấy được tiền từ Yakuza sao? Anh là loại người gì vậy? 2 triệu.
Cộng thêm 2 triệu là quà từ chủ tịch của chúng tôi tặng anh. Còn đây 2 triệu nữa là tiền cho em bé uống sữa. Anh nói sao hả Namase-san? Chúng ta quyết định thế nhé. Chúng tôi để anh thêm một vài ngày để dọn dẹp rời khỏi tòa nhà này, như thế đã ổn chưa? Đây không phải là chuyện về tiền mà là do cái thái độ của anh. Anh nghĩ là anh có thể bắt tôi làm theo anh sao? Vấy bẩn những con người khác cổ bé họ bằng cách nào mà anh muốn à? Đừng giả vờ như anh Namase-san. Hãy thôi diễn xuất đi, những thứ anh nhận được chỉ đến thế này thôi. Đừng có giở trò gì đấy ra nữa, tốn thời gian của bọn tôi lắm. Nếu mà anh không vì tiền, thì còn vì cái gì hả? Muốn được lên tiếng à? Anh không nghe thấy tiếng khóc sao? Ném tiền vào mặt một người bố đang có con như thế là cách làm việc của công ty Tachibana các anh đấy à? Anh là cái thá gì mà đòi chỉ dạy cho tôi? Dù sao thì tôi nhìn thấy sự chân thành từ chúng tôi đã được anh Namase-san xét duyệt rồi. Đó không phải là việc mà anh được quyền quyết định. Namase-san, tôi chờ cuộc gọi của anh vào chiều nay. Tôi rất mong anh hợp tác với chúng tôi. Ở thành phố này mà anh định chơi cái trò anh hùng, nó sẽ khiến anh bị giết đấy, anh bạn. Hãy cứ giữ cái thú vui đấy đi nhé. Vậy sao? Anh sẽ đóng cửa hàng và rời đi à? Tất nhiên là thế rồi. Tất cả những người đã chuyển đi trước đó, họ thật ngu ngốc làm sao? Chỉ cần kiên nhẫn một chút thì đã nhận được lại rồi. Ê, đồng nghiệp của ông đang ở đâu thế? Họ tới chỗ làm mới rồi. Họ bảo tôi việc ở đây xong rồi. Chỗ làm mới sao? Nó ở đâu vậy? Ai mà biết được, nhiều chỗ lắm. Tachibana đã đặt ngón tay lên tất cả mọi nơi. Công ty bất động sản Tachibana, họ có bộ đồng phục công ty không? Tôi không biết, mà anh hỏi để làm gì? Tôi khuyên anh đừng có gây chuyện với bọn họ. Bọn họ là những cái bóng tối nhất của thành phố này đấy. Bóng tối nhất sao? Đấy là cách tôi nhìn nhận về họ. Họ còn đáng sợ hơn cả Yakuza đấy. Họ có tai mắt ở khắp mọi nơi. Ngay cả anh có là Yakuza đi nữa thì điều đó cũng không quá quan trọng. Họ biết mọi bí mật về anh, nắm được tóc anh trước cả khi anh kịp chớp mắt. Và đấy là cách mà bọn họ đuổi được cả gia đình Jin Seiji sao? Tôi nghe được là đầu não của Tozo đã khiến cho ông chủ của gia đình Jin Seiji mất đi một ngón tay đấy. Sao cơ? Được đồn rằng bởi do ông ta đã hút mũi lãnh đạo, ông ta ẩn danh tích để hút mũi họ. Tất nhiên rằng đây chỉ là một vấn đề bé tí tẹo mà ông ta bị phanh phui ra thôi. Nếu gia tộc Tozo biết hết tất cả thì ông ta chết chắc. Tôi hiểu rồi, và giờ Tachibana buộc được dây xích vào người ông ta rồi, đúng không?
Này nhé, tôi chưa bao giờ bảo một lời nào rằng Tachibana là người làm việc đấy. Không phải ai trong thành phố này cũng có thể biết cách để có những thông tin đó từ một Yakuza. Tất cả những gì tôi có thể nói là để cậu hiểu thêm về Tachibana. Một công ty bất động sản đang sẵn lòng trở thành kẻ thù với tổ chức Dojo chủ quán cà phê Blend, có thể nói đúng họ còn tệ hơn cả Yakuza. Mình nghĩ vẫn cần thêm chút thông tin nữa, mong là mình có thể tìm được những gã vô gia cư khác. Ở xung quanh đây mình thường thấy họ loanh quanh công viên Boulevard. Có lẽ mình nên bắt đầu từ nơi đó. Chào anh bạn, có việc gì mới để làm không? Nếu tôi có, thì tôi tự làm mình tôi rồi. Nói đến chuyện đó, tôi nghe Sakusan nói rằng họ vừa có một hợp đồng với công ty bất động sản Tachibana đấy. Anh nói thật chứ, thằng khốn đó may mắn thật. Anh nghĩ nếu tôi xin hắn, thì hắn có cho tôi vào làm cùng không? Ai mà biết được, cũng không sao đâu, cứ hỏi thử xem. Giờ chắc anh ta đang ở công viên công cộng số 3 cùng bạn của anh ta hay sao ấy. Một gã vô gia cư đang làm việc cho công ty địa ốc Tachibana, có thể sẽ có chút thông tin gì đó. Mình sẽ qua chỗ công viên công cộng số 3 và kiểm tra thử xem sao. Tôi yêu công ty bất động sản Tachibana quá đi thôi. Không ngờ vào dịp cuối năm lại có một khoản để tiêu. Chúng ta nên ăn mừng về điều này thôi các bạn ơi. Phải, chúng ta xứng đáng có điều đó. Và được phép quên đi những thứ rác rưởi đã xảy ra vào ngày hôm nay rồi. Hãy tận hưởng thôi nào. Nhìn có vẻ đấy là những nhân viên vô gia cư của Tachibana. Tôi mong các anh có thể trả lời cho tôi một vài câu hỏi. Liệu đây có là thời điểm thích hợp không? Ừ, được thôi. Tôi cảm thấy không phiền đâu. Mà thật ra, từ đã, hôm nay có vẻ lạnh đây. Lưỡi tôi nó bị cứng lại rồi. Sao cơ? Hừm, nếu có một chút rượu thì chắc là nó sẽ giã đông ra ngay ấy mà. Nếu mà anh muốn được giải đáp thắc mắc, anh phải mua cho chúng tôi một chầu, điều đó là đích đáng mà phải chứ. Anh nói phải đấy. Với tôi thì thấy, lưỡi của anh nhìn vẫn đang còn uốn lắm. Lơ bờ. Được thôi, anh sẽ sủa nếu như tôi mang thức uống tới phải chứ. Được thôi, vậy điều đầu tiên tôi muốn hỏi là, những ai trong các anh đang thực sự làm cho công ty bất động sản Tachibana? He, tôi hiểu rồi. Nhìn có vẻ việc tôi bỏ tiền ra là xứng đáng. Nhưng mà không phải là loại nào cũng được. Chúng tôi sẽ chọn thứ mà chúng tôi muốn được chứ. Bọn tôi có một vị giác rất tinh tế. Nếu như anh không mang đúng thứ bọn tôi cần, bọn họ mà không thích là cái đấy. Mình nghĩ cách nhanh nhất là cứ hỏi họ muốn uống gì. Giờ mình sẽ đi hỏi từng người xem là họ muốn cái gì, rồi sau đó mình sẽ mang thứ đó cho họ. Tôi thì tôi luôn trung thành với bia. Hê hê. Vừa nãy ông nói, tôi tưởng ông muốn thứ gì đó khủng khiếp lắm.
À thì chả có gì hơn là việc được uống một lon bia sau một ngày làm việc vất vả. Việc gì? Wow, anh suýt làm tôi phọt ra đấy. Không được đâu. Việc đầu tiên là bia. Tôi có cái mở nắp bia rồi. Vậy nên là lon hay chai đều được. Được rồi, bia thì dễ. Thứ đó họ ở đâu cũng bán. Với tôi à, hôm ngày hôm nay tôi khá là thích uống soju khoai lang. Nó cứ phải nhất thiết là soju khoai lang sao? Cậu là cái gì thế người tâm thần à? Soju khoai lang là soju duy nhất đáng để uống. Cậu và những đứa nhóc thời nay chỉ uống bia thôi sao? Cậu phải mở rộng tầm nhìn của mình ra. Không thì cậu sẽ không bao giờ tán được gái đâu. Khi tôi còn ở cái tuổi phơi phới như cậu, tôi hẹn gái ra ngoài và lãng phí rượu soju khoai lang lên khắp người họ và. Đủ rồi, tôi không cần bài điếu văn thác loạn của ông thêm đâu. Nếu mình kiểm tra các cửa hàng tiện lợi khác nhau, sẽ có chỗ nào đó bán soju khoai lang. Hê hê, không ngờ tối nay lại có thức uống miễn phí. Cuộc sống thật tuyệt vời mà. Thứ tôi muốn đó là một chai whisky. Cảm ơn. Whisky sao? Được thôi. Ồ, và tôi rất nhạy cảm với whisky lắm. Nên làm ơn hãy đảm bảo nó là một chai whisky sở cót. Được chứ? Hừm, rượu sờ cót nó sẽ có ở cửa hàng tiện lợi. Không có gì làm ấm người hơn việc uống sake vào thời tiết mùa đông. Từ từ này, ông đừng nói là tôi mang cho ông sake nóng về đây đấy nhé. Bởi vì điều đó vượt khả năng của tôi. Ồ, nếu được thế thì tốt quá. Nhưng tôi không sống chó. Cho tôi một chai giống nhiệt độ phòng là được rồi. Sake à, nó hẳn bán ở cửa hàng tiện lợi. Sâm banh à, lựa chọn xa xỉ đấy. Giáng sinh. À phải rồi, hẳn là một dịp lễ lớn trong năm nhỉ. Sâm banh, hẳn có thể mua ở cửa hàng Don Quixote. Xin chào. Đồ của quý khách đây ạ. Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Mình nên đưa anh ta gì đây? Bia của anh đây. Ồ, tuyệt quá. Anh đúng một người tốt bụng ở cái tuổi của anh đấy.
Mình nên đưa anh ta gì đây? Đây lấy chai soju khoai lang mà anh đã mong ngóng đi. Tuyệt, giờ cậu được phép tham gia vào hội những người sành rượu rồi đấy nhóc. Cảm ơn, nhưng tôi không uống vào tối nay được. Sao đấy? Cậu rất là có cái thái độ đấy nhóc. Khi mà người trung niên hỏi cậu có uống không, thì cậu phải uống chứ. Không quan tâm cậu đang có cái gánh nặng gì. Đó là luật bất thành văn nếu cậu muốn tiến đến thành công. Nhớ cái hồi tôi còn là một doanh nhân. Mình nên đưa anh ta gì đây? Đây sờ cót của anh đây. Hô hô, món quà tuyệt vời tới rồi. Ái chà, tối nay hẳn là một đêm hết nấc đấy. Mình nên đưa anh ta gì đây? Đây sake theo yêu cầu đây. À tuyệt, cái thứ này sẽ giúp đầu tôi bớt tỉnh táo đi một chút. Anh đỉnh thật đấy. Mình nên đưa anh ta gì đây? Sâm banh đây nhé. Anh sẽ khẩn cầu ông già tuyết cho chai tiếp theo đây. Giáng sinh an lành. Ôi trà, rượu, quả là nước uống của cuộc sống. Giờ lưỡi hoạt động được rồi chứ? Chắc chắn rồi, miệng tôi đã ấm áp trở lại. Ông có muốn tôi lo nốt không? Tôi ổn. Không có nhiều điều mà tôi có thể nói cho anh biết đâu, anh bạn à. Hãy bắt đầu từ câu chuyện các anh đã làm gì cho công ty Tachibana. Ngày này chúng tôi chỉ làm ở nơi mà họ đề nghị, đến chỗ đó và cắm trại ở đó, rồi cứ ở đấy gây phiền toái. Việc này thực sự rất dễ kiếm tiền. Chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong công việc của mình vào hôm nay và chúng tôi đã được trả tiền rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ đến nơi tiếp theo. Phải, các anh đã ở tòa nhà Hakua lúc trước đấy đúng không? Vừa nãy tôi cũng ở đó. Sao cơ? Anh biết điều đó rồi sao? Vậy còn thứ gì mà anh muốn biết nữa đây? Công ty đấy tìm cho các anh công việc hay là các anh tự đến đấy xin họ thế? À, họ đến chỗ bọn tôi như anh đang làm đây. Thỉnh thoảng thì bên tôi dục làm cũng thuê bọn tôi làm những việc như vậy. Họ cũng đang làm cách tương tự với việc thu hồi đất. Công việc này gần đây là thịnh hành trong giới cái bang. Chúng tôi không quan tâm người thuê là Yakuza hay là công ty Tachibana. Ai trả bọn tôi thì chúng tôi sẽ tới đó cắm trại ngay đấy. Được rồi, một câu hỏi cuối cùng. Anh có biết mấy gã công ty địa ốc Tachibana đấy hiện đang ở đâu không? Có chứ. Phố Champion chắc hẳn họ ở đó. Tôi thấy họ cứ đi ra đi vào chỗ ấy suốt. Khu vực đó là mỏ vàng cho những kẻ đầu cơ đất đai. Nó chẳng là gì ngoài những khu đất nhỏ xíu. Chỗ đó chật cứng những quán rượu. Nếu anh có thể đuổi hết họ ra ngoài và gom những khu đất đó lại với nhau, anh sẽ kiếm được bộn tiền đấy. Được rồi vậy. Anh nghĩ mục tiêu tiếp theo của họ là phố Champion đó sao? Chắc chắn với anh rằng khu vực đó không chỉ có mỗi họ thôi đâu. Tozoclan cũng đang theo đuổi khu đất đó đấy. Nếu một gia tù gia như anh mà lờn vờn chỗ đó, những người dân ở tại đó sẽ nhéo nhào lên cho mà xem. Được rồi, cảm ơn các anh về những lời khuyên.
Phố Champion là tấm vé để mình chạm trán được với người của Tachibana. À, là cậu đấy à? Đúng chứ? Hay không phải nhỉ? Ở đằng này này. Ông bác chút. Căn đúng thời điểm đấy. Có việc tôi cần nhờ cậu. Tôi sẽ đợi cậu ở đằng kia nhé. Cậu đang có việc phải đi đâu hả nhóc? Xin lỗi vì đã giữ chân cậu lại nhé. Rồi, thế ông muốn nhờ việc gì vậy? Đúng rồi, cậu vẫn đang tập luyện đấy chứ? Có, tôi vẫn tập luyện đều. Tốt, bởi vì tôi có một thứ mà rất muốn cậu giúp đỡ, nếu như cậu có thiện chí cho việc đó. Tại sao việc này lại làm ông do dự thế? Chả giống ông gì cả. Sự thật thì tôi đang bị một thằng thu nợ bám đuôi, một đứa máu mặt. À, tôi hiểu. Từ lúc ta gặp nhau, ông lúc nào trả trốn nợ. Không, không phải là như vậy. Hai tên hề đó chỉ là thứ vặt vãnh thôi. Tôi đang nói đến một con cá ngừ. Hắn nổi tiếng. Ý tôi là nó thuộc tầm vóc quốc tế. Giờ hắn đã tới Nhật Bản để truy tìm tôi. Khoan đã. Thế chuyện ông trốn qua Nhật Bản để thoát khỏi cái núi nợ là thật à? Phải, lần này có thể là một đi không trở lại. Tôi nghĩ đầu tôi còn đang được treo thưởng rồi cơ. Vậy tôi đoán là đã quá trễ để trả nợ rồi nhỉ? Vậy ông sẽ làm gì đây bác chút? Thì tôi mong là tôi có nhờ cậu trở thành vệ sĩ cho tôi. Tôi hiểu rồi, nhưng không may cho ông là tôi cũng đang gặp một mớ rắc rối đây. Tin tôi đi, trong lúc này ông mà có tôi làm vệ sĩ, thì ông còn gặp nguy hiểm hơn ấy. Ôi không, thôi nào, làm ơn hãy có lòng yêu thương bác ái. Đúng là tôi không có tiền để thuê vệ sĩ, nhưng nếu cậu bảo vệ cho tôi sẽ dạy cậu kỹ năng đỉnh của chóp mà tôi đã tu luyện được, hàng ngon nhất luôn. Những kỹ năng đó tốt hơn số tiền trong nhà băng của ông sao? Chắc chắn là nó hơn rồi. Nó sẽ cho cậu thấy thế đánh thực dụng nhất trong một trận đánh là gì đấy chàng trai à. Bác chút đấy phải không nhỉ? Tôi nghĩ họ tìm ra được tôi rồi. Đây là kẻ thu nợ đáng sợ nhất đấy à. Tao tới đây là vì cái thủ lợi của mày đấy. Chỉ là công việc thôi. Vậy nên mày đừng nên chống cự kẻo bụng sẽ bự. Thu nợ gì mà nhìn như sát thủ thế này?
Không, không, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết. Làm ơn giúp tôi chàng trai trẻ ơi. Chắc cũng chả còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu tôi bỏ mặc ông, thì nó cũng giống như việc tôi tự kết liễu bản thân. Thôi được rồi, ông đứng lui ra kia đi. Cảm ơn nhóc. Mày là vệ sĩ cho gã đó sao? Lúc này thì phải, tao không muốn nhìn thấy ông ấy chết. Tao hiểu, được thôi, cái đầu thối của mày là vô giá trị, nhưng kiếm thêm chút gọi là tự thường cho bản thân cũng ổn thôi. Cẩn thận nhé nhóc, tôi nhìn thằng này có vẻ bất bình thường lắm. Ngon thì vào đây, được rồi, chiến nào. Tao sẽ để mày sống. Mày hãy về và nói với bất cứ ai mà định hại bác chút rằng hãy quên việc đó đi, nghe rõ chưa? Hay mày nghĩ tao là người duy nhất truy đuổi gã này sao? Sao cơ? Sớm sẽ lại có đứa khác truy bắt ông ta. Ông ta sẽ nhận những gì mà ông ta xứng đáng có được và nó đang tới rồi đấy. Xin lỗi cậu nhé. Sao phải xin lỗi? Tôi nói với cậu hãy cẩn thận, sẽ có một con dao đâm thẳng mạng sườn cậu. Nhưng bản thân tôi lại đang đặt mạng sống của cậu vào những nơi nguy hiểm, chỉ vì bản thân tôi. Đừng có lo về việc đó. Tôi muốn nghe về cái việc trao đổi võ thuật ông vừa mới nói với tôi trước kia hơn. Sao? Ông nói ông sẽ dạy tôi một vài kỹ năng mới phải chứ. Tốt nhất là ta nên làm chuyện này nhanh thôi, trước khi lại có một tên sát thủ nào đó tới. Cậu chắc về điều này chứ nhóc? Tôi không có quá nhiều sự lựa chọn. Tôi đã nói tôi cũng có rắc rối của bản thân, vậy nên có thêm một vài kỹ năng sinh tồn nữa có thể giúp ích được cho tôi mà. Ha ha, được thôi. Vậy tôi sẽ chỉ cho cậu xem vài kỹ năng mới, để có thể làm bọn sát thủ trở nên phát điên. Đi nào. お前ふざけんなよ。危ない。謝りもなしか。お前。
Xin chào. Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Có vẻ như họ đang cãi nhau to. Đây rồi, phố Champion, mấy gã ở công ty bất động sản Tachibana thường xuyên lảng vảng quanh đây sao? Cũng đáng để đi tìm hiểu xung quanh. Mày lạc à nhóc, tại sao mày lại lảng vảng ở đây? Ở trong cái khu này không ai phục vụ cho cái loại Yakuza như mày đâu. Tôi có nghe nói người của công ty địa ốc Tachibana đã ở đây lúc trước. Họ giờ có còn ở đây không thế? Cái gì cơ, mày là người của Tozo à? Không phải, và tôi cũng chả ở đây để đuổi bất cứ ai ra khỏi đây cả. Được vậy, tại sao mày lại hỏi người của Tachibana làm gì thế? Tôi chỉ muốn biết thêm nữa về họ thôi. Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho các anh đâu. Có vẻ không phải là màn chào đón nồng nhiệt mà mình sẽ nhận được rồi. Bọn tao phát ốm và mệt mỏi với bọn Yakuza chúng mày rồi. Mày không có cái việc quái gì ở chỗ này đâu. Nhưng nơi này là tất cả những gì bọn tao có. Nếu mày muốn bọn tao rời khỏi đây, thì mày phải giết bọn tao trước đã. Tao nói rồi, tao đến đây là để nói chuyện với người của Tachibana. Im đi thằng chó. Thằng khốn như mày còn chả quan tâm tới người tao nói. Mày chỉ biết nhận thôi à. Gã này bị sao vậy? Mày đã sẵn sàng để nghe tao nói chưa? Tao không đến đây để hại bất kỳ ai cả.
Tao chỉ muốn biết là công ty Tachibana đang định làm gì ở đây chỉ có thế thôi. Bọn tao sẽ không bán họ cho mày đâu, ngay cả bất cứ ai trong cái túi này cũng sẽ không làm thế. Hừm, chờ đã, bọn họ cũng đang đuổi tất cả bọn mày ra khỏi đây à? Không, họ cố bảo vệ bọn tao khỏi bọn Yakuza. Con phố này giờ vẫn còn trụ vững là nhờ có họ đấy. Sao cơ? Phải vậy không anh Uda? Xin chào, có phải anh là người ở quán rượu Nama sẽ lúc trước đấy không? Tưởng anh nói anh không phải là Yakuza cơ mà. Rõ ràng là nhìn cái mặt của tôi thì mọi người sẽ khó tin, nhưng tôi éo phải Yakuza lúc trước thì tôi có làm việc tại văn phòng của gia đình Dojima. Cứ thật gia đình Dojima, gia đình đứng đầu của bang Tozo. Tại sao lại phải là bọn họ cơ chứ? Dù sao tôi đã bị khai trừ rồi, tôi giờ không liên quan gì đến họ nữa. Vậy thì một cựu Yakuza đánh hơi, lung sục điều gì từ phía bọn tôi ở quanh khu vực này thế? Sếp của anh muốn tôi cộng tác với anh ta. Sao cơ? Tên ngươi là gì hả nhóc? Là Kiriziu. Có vẻ tôi cũng chưa nghe qua về việc này. Đứng yên đấy, tôi sẽ gọi về cho sếp. Tôi hiểu, mọi thứ tôi vẫn sẽ tiến hành như thế. Vâng, thưa sếp, tạm biệt sếp. Anh ta nói gì vậy? Anh ta nói rằng nếu anh muốn biết thêm về chúng tôi, anh nên đi gặp sếp ở chỗ mà tối qua anh gặp. Sếp tôi sẽ tự mình gặp anh ở đó. Vậy à, được thôi. Và đừng có đi loanh quanh đây nữa nhé. Dân quanh đây không thân thiện gì với Yakuza đâu. Tôi nghe nói người của anh bảo vệ tuyến phố này khỏi Yakuza à, có phải sự thật không? Có chút, sếp của tôi có chính sách của riêng anh ta mà. Chính sách sao? Sếp tôi nói rằng cái phố này đã ở đây trước cả lúc Kamurocho bị thiêu rụi trong cuộc chiến tranh. Đây là nơi mầm mống đầu tiên cho sự phát triển của cả thành phố này. Anh ta nói những người mới như chúng tôi thì không nên can thiệp vào nơi đây. Anh cũng có thái độ rất khác khi chúng ta ở những nơi khác nhau đấy. Ở tòa nhà Hakua đấy sao? Ha, làm ơn đi bọn đấy chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi. Anh đã tận mắt thấy thằng ở quán rượu Nana xe đó đã làm gì rồi phải chứ? Tất nhiên là thằng đó giả vờ làm dân nghèo bị hại. Nhưng anh có bao giờ nghĩ ngược lại rằng tại sao chúng lại có những mảnh đất đấy chưa? Là bởi vì chúng cũng đã đuổi những người thuê trước đây đi như thế đấy. Tôi gọi đó là nhân quả. Mà tôi cũng không phải là người nghĩ ra vấn đề đấy. Tôi chỉ làm theo lệnh của sếp mà thôi. Nhưng mà chính anh nói với tôi rằng các anh chơi theo kiểu tự đặt luật cơ mà. Tôi tên là Oda, tôi đã ở bên cạnh chủ tịch rất lâu rồi. Tôi cũng đã đi mua bán nhà ở rất nhiều nơi nữa. Vậy bây giờ như thế nào đây? Anh có đi gặp sếp hay là không để còn biết đường? Tôi sẽ đi gặp anh ta. Tôi có nhiều chuyện để hỏi lắm. Có vẻ công ty bất động sản Tachibana khó moi móc thông tin hơn việc tôi nghĩ đấy. ちょっとお前、うちがいいですよ。次いつ来る？待てよ。
Gã Oda đó nói là nếu mình chờ ở căn hộ trên nóc tòa nhà này thì Tachibana sẽ xuất hiện để gặp mình. Mình có quên gì trước khi lên không nhỉ? Mình ổn đi thôi. Chợt nghe này, sếp của anh mời tôi đến đây. Các anh không phải là nhân viên công ty địa ốc của anh ta sao? Chủ tịch không có ở đây. Tôi nghe nói là anh ta sẽ đến sau. Anh ta bảo tôi đợi ở đây, chờ anh ta trên căn hộ này. Hê, tôi sợ rằng anh nhầm lẫn gì rồi thưa anh dài. Sao cơ? Đồng nghiệp của chúng tôi tên là Oda, anh ta đã chỉ đạo rất rõ ràng là sẽ có một thằng trẻ trở đến đây để quấy nhiễu, và chúng tôi phải tiếp đãi thằng đó thật chu đáo. Anh ta nói sao? Vừa khi nãy à? Đây là cơ hội cuối cùng để anh bước đi thấy anh bạn, rời đi trong yên lặng, và tôi sẽ chỉ nhìn bóng dáng anh dần khuất xa thôi. Ê anh bạn biết à, tôi bảo anh rời khỏi chỗ quỷ này ngay cơ mà. Tôi cảm thấy rằng dạo gần đây quý công ty không chào đón nồng nhiệt nữa rồi nhỉ. Nhưng mà nếu bị đánh ở trước cửa buổi tiệc mà không được mời, vậy thì đó là một cách rất tồi đấy. Tôi đã nói rằng không ai mời anh cả thằng lần này nữa. Bước sang bên, nói chuyện với anh phí thời gian qua đấy. Thằng này mất trí mẹ rồi, hoặc mày sẽ có một cuộc đua lớn vào nhà thương đấy. Yeah.
Có phải là anh đấy không, Oda? Anh bảo bọn dưới nhà đánh tôi đấy hả? Tại sao chứ? Khi anh tìm tòi về chúng tôi cũng muốn công bằng được có cơ hội để đánh giá anh chứ. Tôi không sai, có thể anh đánh nhau rất giỏi, nhưng mà đủ giỏi để chủ tịch Tachiba Na tuyển dụng về như thế thì tôi không dám chắc. Và anh nghĩ rằng, anh cử cả đống người đi đánh tôi, thì anh sẽ có câu trả lời à? Không hẳn là như vậy. Đôi lúc anh phải tự bản thân làm điều đó. Tôi nghĩ rằng một vấn đề khó khăn thì không nên ủy nhiệm việc đó cho ai khác mà mình. Kinh doanh địa ốc tại Kamurocho rất là khó khăn, nhưng việc này là để nhìn thấy máu của tôi rơi nóng hơn, hay là bọn gia phú gia tầm vào nhà các anh gấu mèo hơn. Vậy ý anh là bộ quần áo không đánh giá được con người phải vậy không? Ồ, thật ra tôi cũng chả có gì đặc biệt cả, nhưng tôi rất hợp để đấu với một thằng nửa mông cựu Yakuza như anh đấy. Trong trường hợp đó thì, tôi đoán là chúng ta cũng chả còn gì để giữ lại nữa nhỉ, mang tất cả những cái gì anh có ra đây. Ha 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 ha!
éo thể nào như thế được. Một thằng thực sự cứng đầu, chọn nhau một đến một và anh thắng sao? Hề hề hề, chắc anh đang dễ chơi với tôi thôi nhỉ. Xin chị lắng nghe. Oda, anh đã thấy thỏa mãn chưa Oda? Rồi ạ, anh ta khá đấy. Anh ta đã đấm tôi ra bã rồi, sếp ơi. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Anh cử Oda thử tôi như vậy à? Đúng vậy, anh ta là nhân viên trung thành của tôi. Anh ta như một cái xương sườn của tôi vậy. Tôi cũng cần anh ta chấp nhận anh. Giờ anh đã chính thức được gia nhập vào vòng luân hồi của chúng tôi. Vậy cơ à, tôi bắt đầu cảm thấy tôi như một thằng ngu rồi đấy. Tôi đã định đặt niềm tin vào nơi anh, nhưng một vài phút trước đó đang làm tôi hoang mang rồi đấy. Tachibana, đây có phải là lúc chúng ta thôi giấu giếm về nhau không? Tại sao anh lại muốn tiếp cận tôi? Tôi cần một lý do. Được thôi. Nhưng mà trước tiên tôi hỏi anh một điều này. Kamurocho trong mắt anh là thế nào? Kamurocho? Tôi cũng không thể nói được, bởi vì tôi không hiểu ý của anh. Tôi có một khái niệm cho riêng mình. Thưa anh Kiryu, tôi thấy mảnh đất nơi đây đã ban thức ăn cho gia đình Dojima và cả gia tộc Tozo cho đến tận bây giờ. Mọi người đổ về thiên đường đầy sắc đèn nê ông này để tiêu tiền của họ. Đường phố tràn ngập sự mê tha và gia tộc Tozo thì vắt cạn kiệt đến giọt cuối cùng. Ý anh là gì? Quyền lực của gia tộc Tozo có được là nhờ cả vào thành phố đồng kính này. Và tôi là người phá cái lồng kính đó ra. Như hiện giờ. Tôi đang chơi mất điện rồi. Cái quỷ gì vậy trời ơi? Tôi không thể nào, tại sao chuyện này lại xảy ra vậy? Ai giải quyết hiện tượng này đi. Tiền là sức mạnh. Tôi đang muốn xem sức mạnh này của tôi có thể chống được lại gia tộc Tozo hay không. Tôi sợ rằng câu trả lời hiện tại thì không hẳn là có. Ở vị trí đứng này, tôi có thể xử lý việc này trong vòng 10 giây ít ỏi. Nhưng mà để có được mảnh đất trống, tôi phải lên kế hoạch chiếm được miếng bánh mà Kamurocho này đang có người kiểm soát. Cho dù mảnh đất đó có trả giá như thế nào. Nhưng anh là ai mới được cơ chứ? Anh Kiryu, tôi không biết là nhận thức của anh đến đâu, nhưng mà Tozo là một thứ rất xa mà anh có thể nhận thức được. Bằng cách chứng minh, tôi sẽ cung cấp tên của một thành viên ở Tozo đóng vai trò là đồng minh của tôi trong tất cả việc này. Thực ra thì ông ta còn chỉ đường mách lối cho tôi rằng hãy tiếp cận anh ngay lúc đầu tiên luôn kìa. Vậy là anh có đồng minh bên trong Tozo à? Ai vậy? Người đàn ông mong muốn được nhìn thấy hai chúng ta trở thành đồng minh với nhau. Đó là đội trưởng của nhà Dojima thuộc gia tộc Tozo. Kazama Shintaro. Cái gì? Ông Kazama sao?
Đội phó Kuze đã tiếp cận anh và khuyên anh làm gián điệp theo dõi ông Kazama có phải không? Để có thêm thông tin chính xác từ ông Kazama rồi phồng tay trên để sở hữu mảnh đất trống đấy à? Bí mật lớn nhất về thông tin của ông Kazama là việc ông ấy biết được người sở hữu mảnh đất đó là ai. Nói cách khác thì đó là tôi. Là anh sao? Trong cuộc đua chiếm mảnh đất trống đó, chúng tôi đã hoàn thành xa hơn cả thứ mà gia đình Dojima đã làm. Và tất nhiên, khi họ biết điều đấy, họ trở nên im lặng và nguy hiểm. Họ còn định sẽ quay lại để phá hủy chúng tôi nữa cơ. Và không có việc gì hơn việc anh và tôi bắt tay với nhau để hoàn thành điều đấy. Đó là ước nguyện lớn nhất của ông Kazama. Vào nửa năm trước, ông Kazama giao anh cho tôi chăm sóc, trước lúc ông ta có thể vào nhà tù. Thậm chí, ông ta còn biết chắc chắn rằng Kuze sẽ nhắm vào anh, và anh sẽ cảm thấy bản thân mình không thể ở lại trong gia đình được nữa. Thật điên rồ, ông ta không thể nhìn ra điều ấy, dự báo được tất cả những thứ sắp tới kiểu thế á vô lý. Ông Kazama có khả năng vươn lên đến đỉnh cao, gia đình Dojima và chính gia tộc Tozo mới là kẻ cần khả năng và trí tuệ của ông ta, vì nó ở cái đẳng cấp cao. Với việc ông ta dự đoán những sự kiện sẽ diễn ra xung quanh ông ấy, nó cũng chỉ như một cái phẩy tay làm phép mà thôi. Thêm nữa, tôi quan ngại rằng ông ta còn nghĩ mảnh đất trống đó là điều kiện cần để ông ta có thể bảo vệ chính vị trí của mình nữa cơ. Hiểu được ông ta, những thứ ông ta thiết kế càng đi xa nó càng tốt đẹp. Nếu ông ta biết tất cả việc đó, thì tại sao ông ta lại vào tù? Đó là một bước rất quan trọng trong kịch bản của ông ta. Đó là những gì tôi tin ở thời điểm này. Gì vậy? Thật điên rồ quá đi chứ bờ ai. Tôi đã làm anh hiểu rõ vấn đề hơn chưa anh, Kiryu? Tachibana, anh có bằng chứng gì để chứng minh là anh và ông Kazama rất thân với nhau không? Ông Kazama đưa cho tôi cái này, nó sẽ là bằng chứng giúp anh tin vào điều đó. Chiếc đồng hồ đó. Nhìn có quen không? Tôi tin là vậy. Ông Kazama được tặng bởi Kusa Wamuza Yumi, nó là một món quà tôi nghe được là vậy. Ông Kazama đưa cho anh cái đồng hồ này sao? Tôi đã chăm sóc nó rất cẩn thận cho đến khi nào có thể đưa được nó cho anh. Và tôi đề nghị với anh rằng, anh hãy trả lại cho ông Kazama tận tay. Khi mà tất cả mọi chuyện xong xuôi. Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa hiểu được ông Kazama là cái thể loại gì. Nhưng nếu ông ta cần gì thì tôi luôn sẵn sàng làm nó, cho dù có đánh đổi cả mạng sống của mình đi chăng nữa. Đó là điều mà tôi quyết định chống đối lại lời ước nguyện của ông ta và gia nhập vào Yakuza. Nếu như vậy thì tôi xin dựa vào anh khi anh trở thành đồng minh của tôi nhỉ anh Kiryu.